Một con quái thú lặn xuống biển sâu, nó xuyên qua đáy biển, đi vào một thế giới bình hành khác. Khi há miệng ra, có vài người đứng trên kệ răng của nó. Đối diện với biển lớn mênh mông trước mặt, một cô gái dẫn đầu thả người xuống. Khi lao xuống, một con thần thú thượng cổ khác xuất hiện. Đó là một biển máu được tạo bởi những tơ máu. Thần thú này có một cái tên rất đẹp, Chúc Phúc. Họ xuyên qua cơ thể của Chúc Phúc. Lúc sắp đáp đất thì chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cô gái dẫn đầu bị kéo ngược lại. Những người khác sợ hãi nhìn theo, nhưng lại không làm được gì cả. Đây là bộ phim điện ảnh được tìm kiếm nhiều nhất trong năm nay do Quách Chính Minh chắp bút. Cốt truyện bên trong đã thách thức cực hạn tưởng tượng của con người. Câu chuyện được tiếp nối với phần phim trước. Thi thể tan chảy của chàng trai được ôm tới tế đài của vương quốc, dường như sắp được cải tiến thành một vũ khí uy lực nào đó. Dưới sự dẫn dắt của quận chủ, những nhân vật chính đang tiến hành cuộc huấn luyện bí mật. Họ chuẩn bị đi cứu người đàn ông bị phong ấn kia, nhưng những con đường đi tới nơi phong ấn đều bị đóng chặt. Con đường duy nhất còn lại là thông qua đáy biển. Cho nên việc đầu tiên họ phải luyện tập là nín thở. Xuyên qua đáy biển, họ sẽ tới không trung của thế giới bình hành. Ở đó họ cần phải trực tiếp hạ cánh, xuyên qua cơ thể của hồn thú thượng cổ. Vì thế họ còn cần làm quen với tốc độ rơi từ trên không trung và sự biến đổi áp suất. Sau khi xuyên qua hồn thú thì sẽ tới tế đàn u ám. Ở đó, những nhân vật chính cần hiến tế một lượng máu lớn. Vì thế quận chủ Trường Sinh Bất Tử còn cần tập luyện một kỹ năng, đó chính là hiến máu. Bắt đầu từ một ly, rồi tới một chậu, tiếp theo là một hồ. Cuộc huấn luyện được tiến hành rất thuận lợi. Cộng thêm bảo vật gia truyền của quận chủ dùng để mở chìa khóa của cánh cửa địa ngục cuối cùng cũng đã được chuẩn bị xong. Họ xuất phát tới nơi bị phong ấn, dùng cung tên to lớn bắn hạ con ác long. Khi con ác long bị rơi xuống, họ đã triệu hoán cự thú từ biển cả. Cự thú nhảy lên từ dưới biển, ngậm bọn họ vào trong miệng. Giống hệt như dự tính, họ thuận lợi xuyên qua biển sâu vào khu rừng máu. Nhưng họ đã bị tổn thất một thành viên ở trong khu rừng máu, đó là thành viên có lực chiến đấu lớn nhất. Nhưng họ đã không thể nào quay lại nữa rồi. Đi thôi. Nhưng cô ấy phải làm sao? Nhân vật chính nhìn có vẻ rất lạnh lùng, anh ấy quay đầu rời đi. Nhưng có lẽ người áy náy nhất lại chính là anh ấy. Chỉ là trên con đường tàn khốc này không cho phép bất kỳ ai được yếu đuối. Đi tới tế đàn máu, nhìn về phía đĩa xoay máu, họ đã do dự. Phải lấp đầy cả hồ sao? Làm gì vậy? Anh coi thường tôi ư? Nhưng quận chủ lại vô cùng dứt khoát. Cô ấy quỳ xuống đất, đưa tay vào trong miệng bức tượng đáng sợ. Máu chảy ra theo sự chuyển động của bánh răng, dần dần lấp đầy cả đĩa xoay. Đĩa xoay khởi động, cánh cửa đá được mở ra. Đằng sau cánh cửa chính là nơi người đàn ông bị phong ấn. Nam chính dẫn các sứ đồ đi vào trong. Ở đó sẽ còn có những thử thách đáng sợ hơn nhiều. Nhưng họ chưa đi được bao xa thì cánh cửa vàng được mở ra. Truy binh đuổi tới. Tôi cảnh cáo anh, không được lại đây. Nếu còn lại gần thì tôi sẽ... Người đó không lòng vòng, dùng kiếm chặt đứt tay của cô gái. Không ngờ đây lại là một cái bẫy. Nữ tước trốn gần một chiếc hầm. Cô ấy đi theo một người bịt mặt đi tới bên một hồ máu. Chỉ thấy cơ thể của một nữ quái vật ngoi lên từ đáy hồ, lay động cơ thể, há miệng nuốt chửng thi thể của chàng trai. Cô ấy vô cùng hoảng sợ. Càng đáng sợ hơn là một giây sau, con quái vật cong mông lên, đẻ ra một quả cầu thịt. Xác thịt co quắp bên trong và chàng trai vừa bị nuốt chửng gần như giống hệt nhau. Nhìn xác thịt này, dường như nữ tước đã hiểu ra điều gì đó. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, cô ấy đã bị tế tư sắp xếp đi tìm những nhân vật chính kia. Tế tư nói họ là phản đồ của quốc gia, bởi vì năng lực của nữ tước là nhận biết và tìm kiếm. Tế tư sắp xếp cô ấy đi tới nơi cao nhất ở biên giới, đồng thời để cô ấy điều động tùy tùng toàn thành thông qua cánh cửa này đưa họ tới các khu vực cao trên toàn quốc để làm võng mạc của nữ tước. Để năng lực đạt tới mức mạnh nhất, các tế tư còn hút nước hồ của hồ thuần kim để nước hồ chảy vào đỉnh tháp bổ sung sức mạnh cho nữ tước. Quả nhiên, sau một hồi thao tác, nữ tước dường như đã nhìn thấy thế giới mới. Nhanh chóng, thông qua tầm nhìn được mở rộng, nữ tước đã tìm thấy nơi ẩn náu của những nhân vật chính. Đêm đó, tế tư hạ lệnh cho nữ tước xuất phát truy bắt, nhưng trước khi xuất phát, nữ tước đã âm thầm để lại dặn dò, có lẽ đây chính là cơ hội cứu mạng cuối cùng của chúng ta, không lỗ mãng như những người đàn ông kia. Cô ấy đã ghi chép lại toàn bộ những gì đã nhìn thấy từ trước, phân chia cho ba tùy tùng, bảo bọn họ cưỡi rồng bay đi, đem tư liệu ra ngoài biên giới giấu đi. Sắp đặt xong tất cả, nữ tước làm theo lời tế tư, xuất phát đi truy bắt. Nhưng khi họ đi qua cửa truyền thống, cô ấy phát hiện bản thân quá ngây thơ, nguy hiểm cận kề hơn cô ấy tưởng. Trong hành động lần này, các tế tư không chỉ muốn giết đám người nhân vật chính, mà còn có cả cô ấy nữa. Ngay từ đầu hành động này, đã là một thiên la địa võng để tóm gọn tất cả người xuất thân vương tước. Chỉ một cái chạm tay đã đánh cô ấy rơi xuống vực thẳm. Nữ tước dùng hết sức lực mới miễn cưỡng triệu hoán được hồn khí của mình và trốn thoát. Cô ấy đi tới thạch trận nơi người yêu đang ở. Lúc đó, người đàn ông vừa chặt tay của một cô gái. Nghe thấy tiếng hét ở phía sau, anh ta đang định quay đầu. Đừng quay đầu, đừng nhìn vào mắt cô ta. Nhìn dáng vẻ nhợt nhạt của nữ tước, người đàn ông mặc kệ tất cả, lập tức lao tới bên cạnh cô ấy. Nữ tước dùng hơi thở yếu ớt nói với anh ta, đây là một cái bẫy, hãy mau chóng rời đi. Nhưng không kịp nữa rồi, năng lượng màu hồng đã bay tới thạch trận, giết chết bọn họ. Cho dù họ tránh né cỡ nào, cũng không thoát khỏi sự tìm kiếm của cô gái kia. Thấy sắp bị đuổi kịp, người đàn ông triệu hoán hồn thú giống những tấm kính, biến bản thân thành ba nhân bản, nhưng vẫn không chống đỡ được sự truy bắt của năng lượng màu hồng. Nhìn người yêu bị đánh, nữ tước tìm một cái cớ để anh ta rời đi. Cô ấy muốn một mình liều chết.
Trong hai người, có một người được sống đã là tốt lắm rồi, nhưng cô ấy không ngờ rằng thi thể của mình sẽ bị ném tới bên cạnh người yêu một cách tàn nhẫn. Cả đời mạnh mẽ như cô ấy, không ngờ rằng sẽ có một ngày thảm hại như thế này. Người đàn ông ôm lấy thi thể của cô ấy, khóc lóc trong đau khổ. Anh ta dùng tất cả hồn lực triệu hoán cô ấy quay về bên cạnh mình. Anh ta đã thành công, nhưng cái giá là hai người đều mất đi năng lực phản kháng. Cô gái bị chặt tay nhẹ nhàng quỳ xuống đất, cô ấy cầu xin người đàn ông giúp đỡ mình. U Minh, xin hãy giúp tôi. Cô ấy muốn tiếp tục dùng máu của mình để khởi động thạch trận, bởi vì người cô ấy yêu vẫn còn ở bên trong đó. Người đàn ông do dự trong chốc lát, sau đó đã đồng ý. Máu tươi dần chảy vào đĩa xoay, cánh cửa đá được mở ra. Nhìn cô gái thoi thóp dưới đất, nữ tước cảm thấy đã tới lúc kết thúc trò chơi này rồi. Cô ấy dùng hồn lực còn sót lại của mình truyền vào cơ thể cô gái. Đúng lúc này, có bốn người đi tới từ phía xa. Không ngờ họ giống hệt nhân vật chính. Họ chính là người nhân bản, có sức mạnh lớn nhất trên lục địa. Nghe nói họ chỉ có xác thịt, không có linh hồn, cũng không cảm thấy đau đớn. Đối diện với những bại tướng ở trước mặt, bọn họ cười vô cùng tà ác. Chỉ hất tay một cái, mũi tên băng liền đâm vào ngực một người trong đó. Thêm một vài động tác, liền nhấn một người khác ngã xuống đất. Thấy người yêu sắp bị đâm xuyên ngực, nữ tước bỏ lại bên cạnh anh ta. Cô ấy dùng hết sức lực, gỡ bàn chân đang dẫm lên ngực người yêu ra. Sau đó bò lên người anh ta, mặc kệ cho kiếm xuyên ra. Trên mặt cô ấy chỉ lộ ra nụ cười mỉm. Có lẽ được cùng chết là niềm vui cuối cùng của họ. Tất cả mọi người bị tiêu diệt, cánh cửa đá cũng bị đóng lại. Lúc này nhân vật chính ở bên trong vẫn chưa biết mình đã trúng kế của Tế Tư. Hoặc có lẽ anh ấy đã đoán được từ trước, nhưng anh ấy không quan tâm. Anh ấy chỉ muốn liều hết chút sức lực cuối cùng để cứu sư phụ, dùng tính mạng của mình để đổi lại một nụ cười của người ấy. Anh ấy tháo ngân sức trên tóc ra, đưa cho đồ đệ của mình làm tín vật, đồng thời nói với cậu ấy, nếu mình không sống sót đi ra thì hãy sống thật tốt. Dâng hiến tế phẩm, anh ấy kiên quyết đi vào địa ngục bách sắc. Qua được cửa ải này thì người đàn ông kia sẽ gần ngay trước mặt. Nam chính đi vào trong cửa. Ở bên cạnh, một loại thực vật tên là quỷ diện đang liên tục cử động. Đây là một loại thực vật tà ác chỉ thuộc về vùng đất này. Nó sẽ đâm rễ ở toàn bộ nơi có hồn lực tập kết, hấp thụ hồn lực của con mồi hoặc thậm chí là xác thịt. Bởi vì hồn lực mạnh mẽ, nam chính nhanh chóng bị thực vật này trói lại. Những chiếc vòi sắc nhọn xuyên thủng xương bả vai của anh ấy, hồn lực phát ra cuồn cuộn từ vết thương. Nam chính dần dần kiệt sức, cuối cùng bị chết trong hang động. Vào giây phút sư phụ chết đi, người đồ đệ chờ đợi bên ngoài cửa dường như đã cảm nhận được gì đó. Tóc màu đen dần biến thành màu trắng, sức mạnh của sư phụ truyền lên cơ thể anh ấy theo như khế ước. Cuối cùng thì bộ tóc trắng anh ấy mơ ước cũng đã có. Nhưng chàng trai phát hiện ra mình không hề có được niềm vui như tưởng tượng. Anh ấy đau khổ hò hét bên ngoài cửa. Đột nhiên mặt đất lay động, cửa đá mở ra, một người đàn ông đi ra từ đống hỗn độn. Dường như hồn thú cảm nhận được nguy hiểm, lập tức quắp chàng trai rời đi. Cả hòn đảo bị sụp đổ, biển lớn giữa không trung bắt đầu ập xuống, biến thành lốc xoáy hút hết mọi vật trong không gian. Người đàn ông giống như một vị thần này mở mắt ra, nhìn thấy thi thể của nam chính ở dưới chân. Dường như anh ta không quá dao động, dưới sự phản chiếu của mặt trời và băng đá, anh ta giống như một thiên sứ đứng giữa hào quang sáng chói. Câu chuyện của Tước Tích tạm thời kết thúc, bởi vì các nhánh câu chuyện vô cùng phức tạp nên tôi đã chọn hai nhánh chính để kể lại. Nhưng thực ra những tình tiết được sắp đặt trong bộ phim mới càng tinh tế và kỳ diệu, rất đáng để các bạn thưởng thức. Nghe nói đạo diễn Quách Kính Ninh vẫn muốn tiếp tục làm phần 3. Vậy sau khi thiên sứ kia quay về thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta cùng nhau chờ đón phần tiếp theo nhé.